Malum, một cơ sở sản xuất các loại bánh từ bột mì và cũng là một cửa hàng kinh doanh các loại bánh của Việt Nam như bánh mì pate, bánh mì kẹp thịt, bánh bao các vị, vân vân. Bên cạnh việc nướng bánh phục vụ cho quán thì nơi đây cũng cung cấp bánh cho các cơ sở kinh doanh ẩm thực khác. Bột mì được đặt trên các kệ cao ráo, nguyên liệu cho bánh mì cùng các loại bánh được bảo quản trong tủ trữ và luôn được chia ngăn cẩn trọng. Vào trong tủ mát rồi thì ngày mai là dã đông ra, bắt đầu anh mới làm nóng lại để làm cho khách thì mới kịp được, chứ còn một ngày bán đến mấy trăm cái thì không thể làm kịp được. Đấy, còn ví dụ pate đây anh chia ra các cái miếng như kiểu miếng gạch này này, nó đảm bảo được cái. Đây là pate anh làm rồi ạ. Pate anh làm rồi đó, cho anh xem luôn. Đây là cái pate của anh làm, nó như là một miếng bánh luôn. Em mỗi một lần em cắt khoanh ra xong em nhét vào bánh thôi, hoặc là em phải cắt ra làm cho vào lò vi sóng làm nóng lên. Và với kinh nghiệm nhiều năm của mình, những chiếc bánh sản xuất của Má Lúm luôn chuẩn vị. Mình thường là lựa chọn các đồ thực phẩm tốt nhất và thường là sẽ đắt hơn so với mặt bằng chung, và cái giá bán nó cũng nhỉnh hơn so với mặt bằng chung một chút. Thì đồ thì đều nhập của Macro hoặc là Tamda. Thường thì mình sẽ áng chừng cái lượng khách một ngày mình bán sẽ là khoảng bao nhiêu thì mình sẽ làm vừa đủ. Chỉ nếu mà thừa ra một chút thì mình sẽ hủy và sáng hôm sau mình làm cái mới để đảm bảo cho cái chất lượng và giữ được khách hàng. Cái yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng trong việc tạo nên tên tuổi của cửa hàng. Nhắc đến người Việt tại Séc, có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay đến những cửa hàng Postravini, các cửa hàng Vecherka. Postravini của người Việt vẫn có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành của Cộng hòa Séc. Và để có thể thưởng thức hương vị quê nhà Việt Nam, hay đối với những thực khách yêu thích đồ ăn Việt Nam và châu Á, thì có lẽ địa chỉ đỏ vẫn là trung tâm thương mại Sapa. Một menu tràn ngập thức quà quê Việt, tất cả đều được các đầu bếp của Yaro trực tiếp chuẩn bị ngay trong ngày và ngay trước mắt, và để cho chính khách hàng được nhìn rõ cách thức chế biến. Đây cũng được xem là căn bếp mở, xu hướng của các nhà hàng hiện nay giúp thực khách yên tâm và tin tưởng hơn với sự lựa chọn của mình. Được nhìn đúng không? Đó, nhìn thoải mái. Đó. Đây là cái xu hướng mới là bếp phải mở để cho mọi người nhìn thấy cho nó chuẩn luôn, mọi rõ mọi thứ rõ ràng hơn. Thì nhìn thấy đồ ăn đây rất là sạch sẽ và phong phú, thật sự là nhìn đây là thích đem hay là mua cho mọi người. Cái đầu tiên mình mở ra cái căn bếp này, nó là cái phục vụ những cái mọi người có thể nhìn thấy được những gì mọi người mua, mọi người ăn tại nhà mình, thì nên là mình sẽ cái tiên quyết đầu tiên của mình là cái chất lượng sản phẩm cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm, thì mọi người có thể nhìn thấy những cái gì mà mọi người sẽ ăn và sẽ sử dụng tại đấy. Thế là mình mở cái bếp mở để mọi người thấy là những cái gian bếp của mình nó rất là sạch sẽ và gọn gàng, và mọi người chế biến tất cả những cái thực phẩm của mình khi mà sử dụng thì mình chỉ dùng trong ngày, tất cả những vật mọi người đồ ăn sẵn mình chỉ sử dụng trong ngày thôi, và đến hôm sau thì tất cả đều là đồ tươi mới hết chứ mình không có sử dụng lại. Tất cả những món do khách hàng đặt đều được bảo quản bằng cách an toàn như hút chân không, đóng hộp các kích cỡ phù hợp. Các loại trái cây dùng màng bọc thực phẩm bảo vệ. Rau xanh, củ quả được lưu trữ trong các tủ mát. Các thức đồ ăn vặt, gia vị và những đồ khô được kê trên các kệ cao ráo và sạch sẽ. Sự gọn gàng, ngăn nắp, thoáng mát sáng sủa của cửa hàng Yaro đã nhận được sự yêu thích từ khách hàng. Chị thường ấy là hay chọn những cửa hàng châu Á ấy, thì chỗ nào là phải sạch sẽ này, phong phú mặt hàng này, với lại phong cách nhân viên phục vụ ấy, thì cái đấy cũng là đối với chị là quan trọng. Quan trọng nhất là thực phẩm phải đảm bảo sạch sẽ với lại phong phú em ạ. Những cái mặt hàng nấu đem về đồ nóng thì mình sẽ chế biến vào những cái hộp nhựa đấy thì đảm bảo quay được cả trong micro fan, tức là lò vi sóng đấy, đảm bảo cái nhiệt độ để khi mà đưa đồ nóng vào nó đảm bảo chất lượng. Và cái thứ hai, nếu mà đồ mình chế biến để ăn lạnh chị mình cũng đóng hộp mà gọn gàng, ví dụ như đó, và những cái đồ lạnh nguội thì mình sẽ hút chân không, đảm bảo cho mọi người khi mà đi xa đi về tỉnh hoặc là mang về nhà nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Tại các cửa hàng là vậy, còn tại các siêu thị lớn, việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, vệ sinh dịch tễ còn được kiểm tra hàng ngày với nhiều công đoạn hết sức tỉ mỉ. Đặc biệt, tại các khu vực nhà mát, tủ đông lạnh,
nhiệt độ luôn phải đảm bảo phù hợp với thời tiết và kiểm tra bằng các thiết bị nhiệt hàng ngày nhằm tránh trường hợp máy móc thiết bị bảo quản gặp vấn đề khiến thực phẩm bị ảnh hưởng. Cái hàng mát nó là một cái hàng rất là đặc biệt. Cái thứ nhất, hàng mát thì đại đa số là sản phẩm từ sữa, ví dụ như là yogurt, phô mai thì là bằng sữa, còn những cái sản phẩm như là salam bắt đầu là những cái hạn cũng rất là ngắn, bởi vì cái đấy là cái để ăn trực tiếp luôn và người ta ăn ngay, cho nên hạn rất là ngắn và cái điều kiện bảo quản của nó cũng rất là nghiêm ngặt so với lại những cái mặt hàng khác. Ví dụ như ở cửa hàng của chúng tôi khi nhập hàng là những cái mặt hàng đưa đến đều phải được những cái xe chuyên dùng và những cái công lạnh để đảm bảo nhiệt độ nhất định. Khi mà nhập vào trong cửa hàng, chúng tôi cũng phải đưa vào những cái kho nó có những cái nhiệt độ bảo quản theo từng vị trí, từng khu vực hàng để nó đảm bảo. Ngoài cửa hàng cũng vậy, những cái khu chúng tôi bày bán cũng vậy, được phân chia ra thành từng khu để đảm bảo cái nhiệt độ an toàn nhất, thực phẩm nó được tốt nhất. Mỗi cơ sở kinh doanh từ nhỏ và vừa cho đến các siêu thị lớn tại trung tâm thương mại Sapa trong lĩnh vực ẩm thực đã và đang tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng tất cả đều đang cố gắng nỗ lực để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi mua sắm và thưởng thức ẩm thực Việt cũng như châu Á tại đây. Những điều đó nhằm giữ hình ảnh, giữ thương hiệu cho các doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ sở kinh doanh người Việt trên đất nước sở tại.